Thưa đồng bào, kính thưa quý vị, một chế độ, một cái thể chế tự hào rằng là một đỉnh cao của trí tuệ. Thế nhưng cái đỉnh cao trí tuệ này nó tạo ra nhiều, rất nhiều cái tệ nạn cho đất nước, nó tạo ra rất nhiều cái sự thoái hóa trên cả nhiều phương diện cho đất nước. Nó mang đến sự đen tối, sự đau thương, tan tác cho người dân, cho tổ quốc, cho tổ Việt Nam. Nó tạo ra một cái sự tệ nạn nghiêm trọng quốc tế trên cấp quốc gia với nhau. Đấy là đỉnh cao trí tuệ mà người cộng sản tự hào, một cái thể chế cộng sản tự hào. Dưới đây chúng ta sẽ từng bước đi vào nghiên cứu những sự bất an, thoái hóa vô cùng bất an của người dân sống trong xã hội này, cái sự bất công dưới một hình thái công an trị, dưới một chế độ công an trị. Ở đó họ dùng côn đồ những thành tựu, những phần tử bất hảo, cái sự tiếp tay chủ nghĩa của cộng sản Việt Nam để mà đàn áp người dân, để mà cướp tài sản người dân, cướp nhà đất của người dân, khủng bố, bạo lực đối với người dân. Một xã hội như vậy thực sự là một xã hội đầy sự bất an. Nó không phải là xã hội của người dân muốn tiến lên, là một xã hội của sự bất an, của sự bạo lực, không thể chấp nhận được trong cái thế kỷ hiện nay. Một xã hội trong nước thì họ dùng cái phương tiện công an để mà đàn áp người dân, bóc lột người dân, cướp bóc tài sản, tiền bạc, nhà cửa, ruộng vườn, đất đai của người dân. Họ đến nhà người dân, bạo lực, khủng bố tinh thần người dân. Họ dùng những cái phương tiện bất chánh, những chất trắng, những cái bắt, những cái phương tiện bất hợp pháp để mà họ gán vào người dân, để mà quy tội cho người dân. Một chế độ như vậy là một chế độ, một chế độ như vậy là một chế độ không thể chấp nhận được, một chế độ rừng rú, nó không hợp với chiều hướng tiến hóa của nhân loại trong thế kỷ hiện tại. Dưới đây từng bước chúng ta sẽ nghiên cứu về những sự rối loạn từ xã hội, một xã hội bất an, một xã hội đầy bất an, bạo lực và khủng bố người dân. Một xã hội ở đó dưới luật công an trị, nhà cầm quyền, chính quyền cộng sản nó dùng công an, dùng côn đồ để mà cướp bóc tài sản, đả áp người dân, cướp bóc ruộng vườn, tàn phá những cái nơi thờ phượng tôn giáo của người dân. Một cái độ ở đó họ tạo ra những cái tệ nạn quốc tế. Cái tình trạng về cái tệ nạn quốc tế cấp chính phủ đã xảy ra, chẳng hạn như cái vụ Trịnh Xuân Thanh, nó xảy ra giữa chính phủ Việt Nam cộng sản và chính quyền Liên bang Đức. Một chính phủ mở đó, những cái viên, những nhân viên cao cấp nhất trong chính phủ, từ bộ trưởng công an, các bộ trưởng cục an ninh, vân vân, đều bị liên hệ về các hình sự quốc tế, đều bị những tòa án quốc tế người ta lên án, cũng như là bị những cái cơ quan cảnh sát quốc tế truy nã. Chẳng hạn như là tướng Tô Lâm là bộ trưởng về công an của cộng sản đã bị truy nã quốc tế, tướng Đường Minh Hưng cũng bị truy nã quốc tế, và rất nhiều người, các viên chức cao cấp của cộng sản Việt Nam đã bị truy nã quốc tế. Dưới đây từng bước chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu tìm hiểu về tất cả những khía cạnh này của một cái chế độ tự xưng là đỉnh cao trí tuệ. Chúng ta sẽ đi vào coi cái chế độ mà tự xưng là một đỉnh cao trí tuệ này nó như thế nào, thực sự như thế nào, mà tại sao các nước trên thế giới, người ta nhất là nước Tiệp Khắc trước đây là một cái nước rất là thân thiện với Việt Nam cộng sản, chế độ cộng sản Việt Nam, mà họ đã cho rằng chế độ cộng sản Việt Nam, nhà quyền cộng sản Nam, làm chính phủ, là một tổ chức khủng bố,
Nhà cầm quyền Cộng sản Thực Khắc đã quy cái chính phủ Cộng sản Việt Nam hiện tại là một tổ chức khủng bố. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, xin đồng bào và quý vị hãy xem một video clip dưới đây. Lúc mà các quốc gia như Pháp, Bỉ, Hà Lan, Ý, Thụy Điển, kể cả một số nước khác ở châu Âu đối với Việt Nam đã lạnh lẽo hẳn đi về ngoại giao và kinh tế. Một sự việc có thể xảy đến trong thời gian tới là những quốc gia như Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Ý, Thụy Điển, Tây Ban Nha sẽ biểu tỏ và hành động tương tự phản ứng của người Đức đối với Việt Nam qua vụ Trịnh Xuân Thanh. Nhiều nước Tây Âu và cả Đông Âu có thể đặt Việt Nam vào một tầm ngắm mới nhằm ngăn chặn mặc dù Việt Nam hành xử theo luật rừng ở lục địa già. Chỉ 3 ngày sau vụ Nguyễn Hải Long nhận tội trong tháng 7 vừa qua, chính phủ Cộng hòa nước Tiệp đã quyết định tạm ngừng tiếp nhận đơn xin visa dài hạn cho mục đích lao động và kinh doanh đối với công dân Việt Nam. Trước đó một tháng, cựu Ngoại trưởng Tiệp đã cáo buộc rằng Việt Nam là tội phạm có tổ chức và trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu của nước ông. Điều trớ trêu là Tiệp lại là quốc gia được Cộng sản Việt Nam xem là nền kinh tế thân thiện nhất. Trong khủng hoảng Đức Việt, các cơ quan tư pháp Đức chỉ làm rõ chứng cứ vụ bắt cóc đến Nguyễn Hải Long và một quan chức công an bậc trung là Đường Minh Hưng trong bối cảnh chuyến đi Đức của Tuấn Hưng là lén lút chứ không công khai và càng không chính thức. Thì chuyến đi của Bộ trưởng Công an Tô Lâm đến Slovakia ngay sau khi xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức cùng cuộc gặp chính thức của Tô Lâm với Bộ trưởng Nội vụ Slovakia đã xác nhận rằng Tô Lâm là một đại diện chính thức của nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản, là tiền đề kéo theo mức độ xung đột ngoại giao giữa Slovakia và Việt Nam là sự xung đột cấp quốc gia. Tròn một năm sau cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức-Việt, tiếp đến cơn khủng hoảng thứ hai mang tên Slovakia-Việt Nam, và cả Liên hiệp châu Âu và Việt Nam sẽ chuyển qua giai đoạn mới được gọi là thời kỳ đóng băng kéo dài nhiều năm. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, dưới đây là một cái video clip khác. Mới, cảnh sát Đức chính thức truy nã Tô Lâm trên toàn châu Âu sau lời khai nhân chứng Vũ Đình Duy và vợ Trịnh Xuân Thanh. Vợ Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy ra tòa án Đức làm nhân chứng. Vợ ông Trịnh Xuân Thanh và ông Vũ Đình Duy, cựu tổng giám đốc tổng công ty sơ sợi Đình Vũ, ra tòa thượng thẩm tại thủ đô Berlin hôm 7 tháng 5 làm nhân chứng trong vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Cả bà Trần Dương Nga và ông Vũ Đình Duy làm nhân chứng trong vụ tòa án thượng thẩm Đức xử Nguyễn Hải Long, chủ một công ty dịch vụ chuyển tiền tại Raha, Cộng hòa Séc, về tội làm gián điệp và tiếp tay bắt cóc Trịnh Xuân Thanh buổi sáng ngày 23 tháng 7, 2017 tại công viên Tiergarten, thủ đô Berlin cùng với đào cũ của ông ta. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, dưới đây là một cái video clip khác. Bộ trưởng Công an Tô Lâm, tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 2057 tại Hưng Yên, bố là Đại tá Tô Quyền, cựu Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, trước khi nghỉ hưu là Cục trưởng V26, nay là Tổng cục 8. Trước khi lên Bộ trưởng, Tô Lâm từng giữ chức Phó Tổng cục trưởng, rồi Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phụ trách khu vực Âu Châu, rồi lên Thứ trưởng phụ trách đối ngoại. Khi còn giữ chức Phó Tổng cục trưởng, Tô Lâm chỉ huy mạng lưới an ninh hoạt động tại các nước Đông Âu, Liên Xô cũ. Bởi vậy, trong vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Cộng hòa Liên bang Đức, Tô Lâm đã chỉ huy Trung tướng Đường Minh Hưng, đàn em và đang là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, vị trí trước đây của Tô Lâm và mạng lưới an ninh tại Đức, các nước Đông Âu, cùng với an ninh từ Việt Nam sang để thực hiện. Tô Lâm còn trực tiếp bay sang Slovakia để nhờ mượn máy bay của chính phủ Slovakia chở Trịnh Xuân Thanh sang Nga, rồi sau đó trở về Việt Nam. Chỉ riêng trong vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Tô Lâm đã giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Hành vi phạm tội của Tô Lâm không chỉ vi phạm pháp luật Việt Nam, mà còn vi phạm luật pháp của Cộng hòa Liên bang Đức, vi phạm luật pháp quốc tế. Tô Lâm không chỉ là tội phạm của Việt Nam, mà còn là tội phạm quốc tế. Hành vi phạm tội của Tô Lâm gây chấn động nước Đức và Âu Châu, gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ nhất giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Bộ trưởng Công an Tô Lâm, tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Kính thưa đồng bào,
Kính thưa quý vị, xin đồng bào với quý vị hãy xem một video clip dưới đây. Hai cái tổ chức, cái gọi là chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị chúng tôi nộp đơn kiện tại Tòa hình sự quốc tế. Còn Cộng sản Việt Nam, mọi người đã biết, ngay cả tên mà đăng lên cái bản án cho những người này, đầu sỏ, chính là tên đang giữ cái nhiệm vụ của cái gọi là Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, còn đang bị cơ quan truy nã quốc tế tên là Tô Lâm, không phải là người Việt Nam, mà đang nằm trong danh sách truy nã của các cơ quan hình sự quốc tế. Và vừa rồi, về cái vụ của Trịnh Xuân Thanh, y đã thương lượng để sẽ thả Trịnh Xuân Thanh, là một cán bộ cộng sản đã trốn ở tại Đức Quốc và mưu sinh tị nạn chính trị, và y chấp nhận phải thả những người này để bảo toàn cái sự an toàn cho y. Có nghĩa là nếu y không làm như vậy thì bản thân chính y là một tên trùm khủng bố, là sẽ chịu một bản án rất là nặng nề đối với quốc tế. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, xin đồng bào và quý vị hãy xem một video clip dưới đây. Đó chưa? Đó, bây giờ nó trội đồ vô trong nhà tôi đó. Bây giờ cậu Thái đâu? Cậu Thái công an đâu? Đó. Đó là cái này là phun đồ hay cái gì? Nó trội đồ vô đó. Phong đồ của xã Đông Phước đây. Đâu? Nó sống mà lo qua là sống. Bảo làm gì gian ác mà đi, không có làm gì. Tôi làm gì gian ác? Con có cửa với người không? Đi ra ngoài đó đặng cho mấy người vô cửa khép mà giết tôi hay sao? Hả? Bốn thằng nó bây giờ nó bịt khẩu trang, nó đứng trước cửa, nó kêu tôi đi ra. Nó ra đặng nó cưỡng ép tôi, nó giết tôi. Đúng rồi, chó chê. Nó nói tôi á là chó chê á, chứ nó không có cưỡng ép, nó nói chó chê. Cha mẹ nó đẻ nó ra, thấy không? Cha mẹ mày đẻ mày ra, dân nuôi, dân đem tiền nuôi tụi bay, khắc phục ăn. Cơm nhà là cơm của ai? Cơm của dân của ai? Hà công an quân thay con đồ lại đây khủng bố tôi. Hả? Mà nó nói là chó chi? Mày ngày mai á, mày ở ngoài tôi cho nổ mặt ngoài nhà tôi trước đó. Mày lấy mạng phải không? Ừ. Đó, cho mọi người đều biết. Đó. Ừ. Nó nói là nó ngày mai nó tôi đi ra là nó lấy mạng thôi đó. 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 Còn cái gì nữa không? Còn cái gì mà cái luật pháp của xã Đông Phước nữa? Đây nè, ngoài cho rõ chiếu. Khỏi cần rõ, tụi bây là bịt khẩu trang là con đồ là biết rồi. Đây nè, hả? Đây khẩu trang ra. Đó. Nó nói là nó ngày mai nó giết tôi đó, cho tất cả cộng đồng mạng ngày mai mà tôi có chết là do xã Đông Phước. Công an xã Đông Phước. Công an xã Đông Phước thay công đồ giết tôi. Đây nè, quay nhà cho nó rõ chứ. Tôi vào xã Đông Phước nè. Đó. Tôi biết mà luôn á. Đó. Ừ, tôi nghe, mày nghe chưa? Mày nói lớn lên đi. Không nghe, nói lớn lên đi. Nói lớn lên đi. Mày nói lớn lên đi. Mày nói lớn lên đi. Nó nói là nó công an công đồ xã Đông Phước, nó cưỡng ép tôi, nó giết tôi. Ghê quá, tôi nghe mà được, tôi nghĩ cái sợ quá, cái nhà bà tôi nhìn ra kiên quyết. Đó. Nhà này tôi nói mày về hỏi con mẹ mày á. Mà hỏi con mẹ mày coi. Về hỏi mẹ mày coi. Mày làm gì? Về cho mày làm gì mà nói không? À, mà gian ác cái gì? Mà tụi bay mấy gian ác mấy giờ này mấy đứng như vậy đó. Thì bà không làm gì mà ra đây mà quay nè. Mắc cái chút gì đi ra đó làm gì? Quay nè.
tụi bay hứa, tụi bay nói là giết tao mà kêu đi ra ngoài hả? Hả? Bộ tu hành là không phải là tôi là mạng người hay sao? Đó cho tất cả cộng đồng mạng đều biết. Đó cho mọi người đều biết, tôi đứng đây để cho nó nói, cho công an xã Đa Phước biết. Trong này là có cậu Thái đó, cậu Thái đây đó, cho cậu Thái đây đó là chứng nha. Còn cái gì nữa là cái xã Đa Phước này, thôi tôi kết thúc đi cho nó không được nha. Bây giờ cậu Tùng á phải giải quyết của Hải, chứ không thể nào có Hải mà giải quyết nó được nha Tùng. Bây giờ là nó là vô con đồ nó sắc thằng trắng nó để trong nhà cô Hải, bây giờ đêm nay là nó quậy đó. Chứ cậu Tùng nói là để cho cô Hải giải quyết là không được. Cậu Tùng là một cái mà công an ở đây quản lý ở đây đó. Cô Hải không có, cô Hải quay nó, cô Hải phải quay nó chứ để làm bằng chứng chứ. Cô Hải phải quay nó chứ, sao cậu nói không cho cô Hải quay? Nó sắt trong tay nó cầm một cái gì đó, cô Hải phải quay chứ. Tụi nó sao không cho cô Hải quay, đặng để sau này cô Hải làm gì có mà bằng chứng để mà đối diện nó đây. Ngoài này thì nó không có mạng, nhưng mà cô Hải chỉ là quay để mà ghi chép thôi. Đó là đó, cái thằng này là gì? Do mà cậu Tùng với cậu Thái mà vu túng nó, nó phải chi xử nó hồn lục trước tới bây giờ mấy tháng nay rồi, hai tháng nay rồi, mà tại sao nó nhẫn nhơ như vậy mà sao không xử lý nó? Để tấn ngày hôm nay mà nó như vậy, mà nói lần Tùng nói sao con không nói như vậy? Làm sao? Cái chuyện của cô Hải là nó đánh cô Hải là mà hai tháng nay rồi, mà đến ngày nay hồi nãy nó đánh cô Hải nữa đó, bao nhiêu người đều thấy, ở xóm này đều thấy hết đó. Còn cái gì nữa? Con Hải do cái gì? Do con Hải là do cái gì? Tùng đứng lại, Tùng nói ra do con Hải là do cái gì đi nữa? Xin tất cả cộng đồng mạng và anh chị em chia sẻ giùm cho Diệu Hải trên clip này chứ. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, xin đồng bào và quý vị hãy xem một video clip như đây. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, xin đồng bào và quý vị
Hãy xem một video clip dưới đây. Con má sẽ đếm rớt đầu. Tụi mình con bay là anh cướp. Con mẹ vô thương lượng ta mà cá giá như thằng tôi mình cá. Quay hết từ thằng á, đủ mà đưa lên mạng, đủ mà gửi ra chính phủ luôn. Nhà là quay công an luôn nè. Quay hết lấy quyền rồi luôn cả nhân phận hết. Đủ mẹ bà già tôi mà có chết đó, đủ mà là mấy ông tránh hết, đủ mà bán nặng đây rồi. Đó, mấy anh nói cho mày tránh đủ. Cho mình con cháu như đây nè mà mấy ông biết cỡ hả? Nó một bay vô ăn hiếp một người, nhưng mà không biết cỡ. Từ công an, từ người tay cơ. Mà đủ mà bị mát em là gì vậy hả? Mình là chất quen, mình học thức, con cú là chất đen, học dốt, học cá hiểu gì em á. Ủa mày ta thương mặt nè. Có thương mặt hết. Tụi bay tụi bay không cái gia đình biết anh có cái không mà đụng tới tụi đụng đớn đụng tụi tặng anh nghĩ người ta ba la hiếp anh trong này người ta còn chỗ nổi anh thấy cái dầm đụng của mày mà đụng tụi mày làm gì rồi mà vô mày cứu kết người ta anh thấy nhà người ta hiếp anh bao nhiêu người ta vẫn còn giờ đại diện chính quyền đâu đâu ai đại diện chính quyền vậy tụi mày có giấy tờ gì đâu không đại diện chính quyền người ra nói chuyện nó chạy đúng không cái không làm cứu đơn tụi tao là khác trong gia đình mà biết anh cứu tụi bao nhiêu đó là quấy tự nhận á. Giờ đại diện chính quyền đâu ra chị? Anh nói đây anh phân được đất làm cỏ, làm cỏ thì anh cũng phải có trình giấy tờ như thế nào? Cho chân tên tôi biết chứ. Chứ không phải ở mình là chính quyền, công an là có quyền, có chất là muốn là làm gì làm. Bao nhiêu nhìn lấy chục hàng trăm người đứng. Có một cái gia đình chỉ có ba người biết đất cái xíu vô đàn áp. Có mắc cỡ không? Mà cảm giác mắc cỡ không? Đủ mẹ ăn cướp quen rồi đi vô đi. Để cho nó làm gì làm hẳn nó đụng miếng đất đi rồi tôi nghe nó giao chồng tôi làm tôi để cái gì mà ăn xong bây giờ tôi nước ra tôi nói chuyện. Ừ nghe nó đặt chân nước không bao giờ tôi lên tôi hỏi chuyện đất đai của giữa anh và với chồng tôi biết thế nào cả. Nhưng bây giờ tôi nhìn thấy như đây là tôi mẹ vô mẹ mà nè. Tính tự lòng đây tôi không nói động làm. Kêu đại diện chính quyền đi chứ. Đủ mẹ có làm đại diện. Đủ mẹ làm cướp đại diện gì. Tính tập mẹ. Đâu bây giờ lại chuyện không có đâu. Cái tắc trong đấy. Đủ mẹ tụi bay trụng trưởng chế quyết định cũng giấy luôn. Thằng nào như đâu. Rồi mấy anh là người có học không? Ông nào cũng là tại học không á. Không có mấy học cái 1, 2 thôi. Cũng chả biết gì á. Nè một chút xong là gửi lên cổng thông tin chính phủ liền. Tụi bay đưa mạng liền tao. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, dưới đây là một cái video clip khác. Cho tôi trả lời với quý khán thính giả, lẽ ra chúng tôi có quá nhiều bản tin để gửi đến quý vị, nhưng có một cái bản tin tôi nói thảo in từ sáng là không đưa không được, bởi vì nó quá ư là lố bịch mà không còn từ nào tả xiết. Đây là khuôn mặt của ông Bùi Hiến, Bùi Hiện hay là Bùi gì đó không biết được. Ông cũng là tiến sĩ quý vị nhé. Mà mới đây ông đề ra, mà chắc quý vị có lên mạng Facebook, cháu của tôi ở Việt Nam nó chửi không thể tưởng được, nó lên Facebook nó chửi và mấy đứa nhỏ ở trong nước nó cũng chửi. Ông đề xuất đó là thay đổi toàn bộ tiếng Việt luôn. Mà là ông đổi như thế này thưa quý vị, giáo dục thành cái chữ gì á? Giáo dục. Nhà trường thì thành nà cừ. Mà không biết đọc sao nữa mà ông nghĩ cái gì mà đọc. Trong quyển sách ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển dày 2.200 trang do nhà xuất bản Dân Trí, cái này là giảm 38 chữ cái còn 31 với các ký tự thay đổi như sau, quý vị có thể tưởng tượng được hay không? Mắc mớ gì tự nhiên ông nhảy vô, ngày xưa cái chữ Việt Nam mình làm có gì, có chữ W mà ông đổi thành chữ W mà ông thay thế bằng chữ TH thì W đọc thành chữ thờ, bàn thờ là thành bàn bùa. Đó, nếu mà bàn quờ là bàn gì?
đấy, mà thực sự như thế mình tôi đọc đó thì tôi tưởng mới đầu tôi không để ý, tôi tưởng là có đứa nào nó giỡn, nó đùa, nó chọc, nó đưa lên Facebook. Nhưng mà sau đó tôi mới đột ngồi xem lại thì đây là cái tin rất là serious của cái ông này ông đưa ra. Và họ đây là gọi là luật giáo dục, ở trong nước mà cũng có luật nữa quý vị nha. Đây điều 7, nếu mà đọc theo đúng của ông thì chữ D là thể D, thì là điều 7, côn cứ rùa con là gì? Côn cứ là ngôn ngữ hả? Còn rùa là gì? Rùa con là cường và cái tại sao cái chữ còn cái chữ và đấy đâu ra không đổi luôn? Cơ sở sở thì vẫn còn nguyên, cơ thì đổi thành K. Giáo dục sắc là gì? Sắc này là thảo yên là mập mù luôn phải không? Điều này có nghĩa đó là ông khuyến khích như thế này nè, trong lúc mà đất nước còn nghèo đói đủ thứ chuyện phải lo thì ông muốn đổi hết ngôn ngữ luôn. Và đổi hết ngôn ngữ có nghĩa đó là từ nhỏ tới lớn là phải học lại hết. Ngay cả người Việt chúng ta ở nước ngoài, nếu mà chúng ta đáp ứng điều này với những người trong nước là sách vở báo chí quá ư là lố bịch. Nhưng mà thưa quý vị, ông này ông nói có một cái vài điểm á, thì mới nghe qua thấy cũng khá là thú vị và thấy là có lý. Đó là ông ấy nói cái cốt lõi mà ông ấy đưa ra cái bộ nguyên tắc này là ông dựa theo cái cách phát âm của người Bắc. Vì ông ấy nói người Bắc phát âm là chuẩn nhất. Cho nên nói giáo dục thì ông chuyển. Nhưng mà ông ấy nói tiếp thêm là cái chữ si và chữ khê của người Việt chúng ta là khi mà phát âm á là giống nhau, vậy tại sao phải có đến hai chữ thì ông bỏ bớt đi, rồi chữ S và chữ X cũng như vậy. Thưa quý vị, thì cái đó thấy cũng được được, nhưng mà rồi bắt đầu qua cái chữ như hồi nãy anh Thụy nói chữ TH vâng, chữ nó bị nhiều quá thì nhà trường hay là nhà quờ thì nó nói quỷu số. Thưa quý vị, dân tộc quỷu số. Rồi cái chữ cái âm CH thì ông ấy muốn bỏ đi CH, ông còn giữ chữ C. Vậy từ nay khi mà chúng ta nói chặt thịt thì chúng ta nói thành cái chữ gì? Thì có cái đấy là thấy hơi bị có ngày xưa tôi nhớ đó, chữ Y thành chữ Y đó, Thúy thành Thúi. Nó stupid đến độ như vậy đó. Đó mà cuối cùng may mắn làm sao những cái sự mà cái đề án mà đã bị dẹp bỏ được cái việc chữ y dài, người ta mình cạn mình phải thêm chứ không thể nào mà cắt bỏ hoặc là giảm lược được, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như người Bắc cũng đã đương nhiên cũng có những người họ nói chữ Hà Lam Linh chữ N thành chữ L, nhưng mà cái đó là cái văn hóa của địa phương, không có nghĩa là mình áp dụng. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, dưới đây là một cái video clip khác. Thì đây là một cái tin phải nói là vô cùng quan trọng và chúng tôi cũng cần phải gửi đến quý vị để chúng ta có thể tìm một cái biện pháp nào đó để chống lại cái âm mưu mà Hán hóa này. Vì dư luận trong ngoài nước đang xôn xao về một nhân vật đó là tên là Bùi Hiền, là cái tước vị là phó giáo sư tiến sĩ, đã phổ biến về chữ kế hoạch sửa chữ quốc ngữ. Và theo hắn ta đó thì hắn ta đã nghiên cứu cái này tới 40 năm rồi và đã được một cái cơ quan gọi là cơ quan hội khoa học hiện nghiên cứu ngữ học. Tiến sĩ Đoàn Hương, rồi Nghiêm Thúy Hằng và Lê Đức Luận, đó là bốn người này đã là bốn cái tay mà trùng lại âm mưu để biến đất nước Việt Nam thành là nước tàu, bởi vì hắn muốn đổi hẳn cái chữ quốc ngữ mà chúng ta đã có từ hơn 100 năm nay rồi. Cái hình thức thay đổi của chúng là muốn bỏ chữ C, dùng chữ C thay cho cả chữ CH, TR, bỏ luôn, CH, TR, bỏ luôn, tất cả phụ âm mà kép phải bỏ hết. Chữ C thay chữ D, chữ D dưới thay cho chữ GH, chữ F thay chữ PH, chữ K thay cho chữ C, và nhiều thứ khác. Chúng tôi sẽ trình bày quý vị trong một cái chi tiết trong một cái buổi thảo luận chúng tôi sắp sửa tổ chức đây tại miền Nam California, để quý vị thấy cái mức độ thâm độc của cái kế hoạch này. Những cái vấn đề này, cái chính nghĩa thì nó là một chuyện nhỏ, nhưng mà cái chính là nó sẽ làm cho cả nước Việt Nam và cả những người Việt hải ngoại đều biến thành mù chữ hết. Để một khi mà những em nhỏ mà lớn lên ở trong ngày hôm nay, và nếu mà được lệnh của nhà nước cho phổ biến cái chữ này,
các em á, và thế hệ sau sẽ không ai đọc được cái lịch sử Việt Nam, không ai đọc được cái văn hóa và văn học của Việt Nam. Tất cả cái lịch sử Việt Nam 4.000 năm đều mất đi hết, tại mấy em nó không đọc được. Và tất cả chúng ta ở hải ngoại cũng vậy, chúng ta đã mất hết tất cả cái sự mà thông tin liên lạc với người trong nước, và chúng ta không biết cái chữ này là ai. Rồi hơn nữa là cái vấn đề mà trước đây chúng ta biết nước Mỹ là nước Đức và Đài Loan và nhiều nước cũng đã học tiếng Việt rất là nhiều. Đặc biệt là nước Mỹ thì có bây giờ hiện nay có một cái chương trình mà dạy tiếng Việt ở trong các trường trung học đại học sau một cái nỗ lực rất là lâu dài và nhiều năm thì đã được Bộ Giáo dục chấp thuận cho dạy tiếng Việt. Và bây giờ vì bỏ cái chữ ngữ đi thì coi như tất cả chương trình đó là tiêu tù hết. Và khi mà chúng ta mà thấy cái chữ quốc ngữ không còn nữa, chúng ta không biến thành mù chữ hết, bằng cấp của những người mà trước đây giấy tờ địa bộ hay gì đó viết bằng chữ Việt quốc ngữ giờ là mất đi, ngoài đọc được hết thì cả cái nước là hỗn loạn hết luôn. Và lúc bây giờ đó thì vì cái tinh thần của người Việt sau này không còn đọc được những lịch sử của Việt Nam, không còn thế hệ sau không biết được, tức là tàu đó chỉ nghĩa là nhập vào cái tư tưởng là Việt Nam là bộ phận bộ tộc của tàu đi từ phía Nam của sông Nhân Tử xuống miền Nam này, thì coi như là lúc bây giờ thì dân Việt Nam toàn bộ là chấp nhận là làm nô lệ cho tàu thôi. Thì đây là một cái âm mưu rất là khốn nạn và cực kỳ khốn nạn mà chúng tôi phải nghĩa là tìm cách là thông báo quý vị chúng ta cùng nhau tiếp tay với nhau để chống lại cái âm mưu này. Và bên cạnh đó thì có những chi tiết nhỏ nhỏ mà cho thấy là nó chứng tỏ cái đầu óc của cái nhóm này nó ngu không thể tả được thưa quý vị. Bởi vì nó bỏ những cái chữ mà TR, nó bỏ chữ CH, nó bỏ chữ D. Thì bây giờ như vậy chữ tên một con người tên là Trần Chu Đài sẽ biết như thế nào thưa quý vị. Và chữ Trần, chữ TR đổi thành chữ C, và chữ CH cũng thành chữ C, chữ D thành chữ D. Như vậy Trần Chu Đài thì biến thành, xin lỗi quý vị đọc cái này hơi tục tiểu nhưng mà thực tế như vậy là Cần Cu Dài. Và thí dụ như là Trần Khơ Chức, có ông nào tên Trần Khơ Chức thì sẽ là Cần Sơ Cức, Trần Anh Cơ Chức. Tôi không thể tưởng tượng được, con người óc nó ngu xuẩn như thế này. Trần Khả Đê biến thành là Cần Xả Dê, và Trần Trầm Chu thế là Cần Cầm Cu. Và đặc biệt nói một cái điều này, quý vị về suy nghĩ xem tất cả chữ N, D đã bỏ hết. Thì chữ như trong một số những cái Facebook ở Việt Nam nó rất là tục, chẳng hạn như chữ lồng, chẳng hạn chim trong lồng, bây giờ chữ chim CH không còn, mà chữ lồng là chữ có chữ D mà nó bỏ chữ D để quý vị đọc nó chữ như thế nào. Rồi chữ trục trặc chẳng hạn, như gặp trục trặc mà chữ là trục trặc bây giờ đổi thành chữ 2C hết. Là gặp về hai chữ C đó thì quý vị sẽ tưởng tượng cái chữ Việt Nam nó biến thành một chữ quái dị, nửa người nửa gợm nửa đứa như thế nào. Một cái điều mà tụi nó không có nghĩ ra được đó là chính tụi nó mạ lệnh cho nó, tại vì thí dụ Nguyễn Xuân Phúc bây giờ nó biến thành là Nguyễn Phân Phắc theo tiếng Mỹ đó. Nguyễn Phú Trọng là biến thành là Nguyễn Phú Cọ. Rồi Hồ Chủ tịch biến thành là Hồ Cũ Tịch. Đó là cái chữ tụi nó mua lại tụi nó vào đây, nhưng mà đây là một cái âm mưu thâm độc. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, dưới đây là một cái video clip khác. Cộng sản Việt Nam lạm dụng lệnh truy nã quốc tế. Ở các nước ngoại quốc, khi ra lệnh truy nã một người nào đó thì người ấy phải có những yếu tố tội phạm rõ rệt, phạm tội nghiêm trọng như là cướp của, giết người, hiếp dâm, lạm dụng tình dục trẻ em. Ở Việt Nam thì Cộng sản Việt Nam đụng chút là ra lệnh truy nã dù chưa đủ yếu tố tội phạm. Mỗi khi đương sự sợ quá lánh mặt thì đã phát ra lệnh truy nã toàn quốc. Muốn truy nã một tội phạm nước ngoài thì phải có đầy đủ những điều kiện ký kết với Interpol quốc tế, và kẻ bị truy nã đã phạm tội có liên can đến khủng bố, lấy cắp hồ sơ mật về quốc phòng, buôn bán ma túy có đường dây. Khi đã có đủ hồ sơ chứng cứ phạm tội thì sẽ gửi hồ sơ, thông tin cá nhân, hình ảnh của người bị đề nghị truy nã cho Interpol, có cơ sở phát lệnh truy nã quốc tế đối với tội phạm đó. Hơn nữa, nước muốn đề nghị truy nã quốc tế và có ký kết hiệp ước dẫn độ với nước mà tội phạm đang có mặt để làm việc và thỏa thuận giữa hai nước về việc dẫn độ một cách an toàn và đúng theo công ước quốc tế và luật pháp của cả hai nước. Các bước để thực hiện chuyển giao người phạm tội giữa quốc gia yêu cầu và quốc gia được yêu cầu được tiến hành theo trình tự và nội dung mà các bên đã thỏa thuận trong hiệp định dẫn độ.
hiệp ước tương tự như là tư pháp về hình sự được ký kết song phương hay đa phương hoặc giữa các quốc gia là thành viên của tổ chức Interpol. Đối với trường hợp người bị dẫn độ mang quốc tịch của một quốc gia chưa ký kết hiệp định tương tự như là tương trợ tư pháp, việc thực hiện các thủ tục dẫn độ được tiến hành trên cơ sở tôn trọng luật pháp của quốc gia nơi người bị dẫn độ đang sinh sống thông qua ủy thác tư pháp. Với chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay thì chẳng cần hiệp ước hay là công ước quốc tế nào hết. Thích dẫn độ là cho đám phản gián sang nước ngoài, chụp thuốc mê, bắt cóc, quăng lên xe, lợi dụng mối giao hảo quốc tế để mượn máy bay của chính phủ nước đó và chở thẳng về Việt Nam như là vụ Trịnh Xuân Thanh là bằng chứng. Trong lũ vị tư thù cá nhân phe phái đã cố gắng bằng mọi giá phải tống cổ Trịnh Xuân Thanh chụp bằng được để mang về nước trị tội, rồi hô hoán lên là Trịnh Xuân Thanh tự về đầu thú. Sau khi tòa án Đức đã đưa ra những chứng cứ không thể chối cãi được, thì Trọng Lũ và Tô Lâm mới cúi đầu chịu phép mà ca bài "Anh cho em xin", xuống nước năn nỉ chính phủ Đức nhả tay và hứa sẽ xin lỗi và thả Trịnh Xuân Thanh ra. Chế độ này là cái chế độ mềm nắng, ráng buông. Nếu người dân sợ sệt thì hù dọa khủng bố, đánh đập, thậm chí là có thể giết chết trong tù, cho cổ lên để hù dọa người dân. Nếu thấy người dân cứng cựa thì xuống nước trì hoãn, kiếm cách sơ hở để vồ ngủ như là vụ Đồng Tâm. Một điều nực cười là công an Cộng sản cũng phát lệnh truy nã công dân có quốc tịch Mỹ như là Lê Sa Phạm và ông Đào Minh Quân về tội khủng bố. Trong khi hai người này ngồi bên một nước tự do chưa quay về Việt Nam thì chuyện gì, thì Cộng sản Việt Nam lấy cái gì mà ra lệnh truy nã? Phải chăng chỉ là một phát lệnh trong nước rồi hên hoang biệt những người dân không hiểu biết chút gì về luật pháp quốc tế mà thôi? Hơn thế nữa, theo luật của Mỹ là mỗi công dân sống trong đất nước Hoa Kỳ đều có quyền tự do, kể cả tụ tập trước tòa Bạch Ốc để chửi Tổng thống Mỹ Barack Obama hay là Tổng thống Trump mà không bị xem là vi phạm pháp luật, trừ khi dọa ám sát mới bị FBI sờ đến gáy mà thôi. Không lẽ truy nã Lê Sa Phạm và ông Đào Minh Quân là vì tội mạo phạm lãnh tụ của Cộng sản Việt Nam ư? Cái này thì quá ư là ấu trĩ với các nước phương Tây. Ở các nước tự do, không ai có quyền ngăn cản người khác nói lên chính kiến của mình. Chỉ có những nước Cộng sản độc tài mới cướp đi các quyền nói lên sự thật của người dân. Cộng sản Việt Nam vẫn dùng chiêu phát lệnh truy nã không có hiệu lực với ngoại quốc để hù dọa người dân trong nước liệu hồn. Dù có chạy qua các nước khác thì công an vẫn có lệnh truy nã bắt về. Thế mà cũng có vô số người dân tin như thế và không dám hó hé cho an phận. Nói chung là sự hiểu biết của một số người dân Việt Nam về luật lệ quốc tế vẫn còn thiếu, không nhận thức được đúng sai, để Cộng sản Việt Nam lừa bịp, hù dọa gần một thế kỷ nay. Nhiều người vì bị tuyên truyền, nho sọ vẫn chưa mở mắt ra nổi và tiếp tục tin vào sự lãnh đạo của cái đảng xảo trá, biệt bộn này. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, dưới đây là một cái video clip khác. Trên trang báo Công an Nhân dân Online đăng ngày 30 tháng Giêng năm 2018 có đưa bản tin Bộ Công an thông báo về tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Trong bản thông báo đó thì có viết rằng căn cứ theo luật pháp Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố. Bản tin này cũng đăng quyết định truy nã của Bộ Công an đối với ông và một số thành viên khác. Hình ảnh và rất là rõ ràng. Ngoài ra, bản thông cáo cũng ghi rõ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố, do đó người nào có hành vi tham gia tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia tài trợ, nhận tài trợ của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tổ chức, hoạt động theo chỉ đạo của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Câu hỏi được đặt ra là theo ông thì những cáo buộc trong thông báo đó có đúng hay không? Nếu đúng thì ông có lo ngại là một lúc nào đó chính quyền Hoa Kỳ sẽ bắt giam hoặc thậm chí giải giao cho phía Việt Nam xét xử hay không thưa ông? Ông đã biết là ông đang ngồi nói chuyện với tôi, đối diện với ông là những người làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ nhé. Thì điều đó là chứng minh. Nhưng mà vừa rồi trong cuộc phỏng vấn của tờ báo quốc tế, tờ Reuters, họ đã hỏi rất nhiều câu hỏi. Chúng ta phải nhớ rằng là Cộng sản nó muốn nói gì thì nói. Tại vì mình đã biết rồi, ai mà tin Cộng sản là người đó đã không có đầu. Cái người này không phải là tôi nói đâu. Mà người này là một người tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ai mà tin Cộng sản là không có đầu. Mà ai mà theo Cộng sản là không có trái tim. Cái loại người không có đầu, không có tim, mình mất mớ gì mình phải chú ý tới lời nó nói. Chỉ có điều là mình phải chú tâm để lo cho những người của mình, tìm cách để cứu những người của mình,
Nhưng mà tôi thưa với nhà báo, tôi trân trọng kính thưa đồng bào Việt Nam, cái giờ mà Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại được tính rất là nhanh. Tại quý vị đã thấy, như chúng tôi đã trình bày nhiều năm về trước, không ai tin hết nha. Tôi nói rằng Cộng sản Việt Nam, tài sản của nó đã vào bẫy rồi, và nó sẽ bị tóm gọn tài sản của nó. Quý vị biết không, có bây giờ tôi không lẽ tôi nói chúng tôi đang ngồi ở cái building ở đâu nha. Nhưng mà quý vị phải hiểu rằng cái tài sản 617 tỷ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị đông lạnh. Quý vị biết đông lạnh bởi một cái đạo luật nào không, cái sáu luật nào không? Không biết nhà báo có biết không? Ông chú ý tình hình Việt Nam nhiều quá, mà có chú ý tình hình Hoa Kỳ không vậy? Xin mời ông ạ. Nhà báo biết thì tôi sẽ nói nha. Đó là đạo luật Manesti do đích thân Tổng thống Obama ký vào tháng 12 năm 2017, 2016, là để đông lạnh tất cả những tài sản bất hợp pháp của Cộng sản Việt Nam. Và từng bước là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tước sạch những cái vũ khí mà nó có thể dùng để trấn áp, để đè bẹp cái đồng bào mình. Tại vì nó có tiền, nó khuyên lát nhiều cái tổ chức ở đây, nó ỷ vào đồng tiền, nó khuyên lát rất là nhiều người. Nhưng mà chính phủ của chúng ta tiến hành những từng bước có chiến lược. Chiến lược thứ nhất là chúng tôi khai quật cái sự thật, đó là trình lên cho đồng bào quốc dân và quốc tế biết rằng Hồ Chí Minh là một tên gián điệp cộng sản. Nghe không? Tại vì đã chứng minh được cái người tạo ra một cái tập thể đó, một cái đảng đó, một cái gọi là chính quyền đó là một tên gián điệp tàu cộng, thì bất cứ cái chuyện gì xảy ra cho cái tập đoàn đó, cho cái gọi là chính phủ đó không có đáng tin cậy. Xin tiếp tục với cái câu hỏi ấy đó. Như vậy nếu như ông nói như vậy là có nghĩa là cho rằng những cái cán bộ đó, cái quyết định truy nã đó là không đúng. Vậy thì tại sao ông không kiện chính phủ Việt Nam ra tòa Hoa Kỳ hay tòa quốc tế để có thể giải tỏa được là những cái dư luận bất lợi cho chính ông hoặc là tổ chức của ông đâu? Hôm qua đó, thật sự cái chuyện này đó không phải chúng tôi không có tính tới đâu nha. Để khi nào chúng tôi tính xong rồi đó, tại có điều chúng tôi đã từng thưa với đồng bào rằng đó, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời làm xong mới nói, chưa làm chưa nói, hoặc là chưa xong chưa nói. Nhưng mà nếu mà anh chị em mà có thể đi từ Sài Gòn, tôi không nói miền Bắc thì chúng tôi chưa có người đi kiểm tra, nhưng từ Sài Gòn mà đi vào cho tới tận Phú Quốc, Côn Đảo, tất cả những tỉnh, kể cả cái khu vực của Nguyễn Tấn Dũng đang sống hiện nay, đó là Kiên Giang, Rạch Giá, họ đều nói cái chuyện này ngược rồi. Ông Đào Minh Quân và tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không phải là khủng bố. Cái thứ hai, quý vị thấy dù cho tờ báo Việt Cộng nó đăng rất là nhiều, nó dùng tất cả những cái tin tức, đưa tất cả các cái chương trình, cái website của Cộng sản, kể cả cái Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam, nhưng mà cái số phiếu trưng cầu dân ý cho cá nhân chúng tôi càng ngày vẫn gia tăng. Có nghĩa là không phải chính tôi, mà người dân Việt Nam đã trả lời một cách rất là cụ thể, bọn Cộng sản chỉ nói láo thôi, là bọn không có đầu và không có tim nha. Nhưng mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không phải để tiêu diệt những con người, mà chúng tôi muốn giáo dục cho những người cộng sản, muốn họ quay lại con đường ngay nẻo tránh. Phật có nói bỏ giao thành Phật, hồi đầu thì ngã. Còn đạo Công giáo cũng nói đi xưng tội thì sẽ hết tội, nhưng mà muốn hết tội thì phải thật sự ăn năn. Cho nên quý vị thấy là trong lúc đó là Cộng sản Việt Nam dùng tất cả mọi cái phương tiện chúng nó có để mà vu cáo cho ông Đào Minh Quân, để mà nói láo ông Đào Minh Quân và chính phủ quốc gia là quốc gia Việt Nam lâm thời là khủng bố. Thì chúng ta phải dòm lại cái sự thật, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời từ ngày thành lập cho đến ngày nay chưa bao giờ sử dụng cái vũ khí, thì làm sao làm khủng bố. Thứ hai, đường lối của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời rất minh định rõ rệt, đó là Việt Cộng, bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt thì làm sao gọi là khủng bố. Và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời với một cái chủ trương rất là rõ, mà nếu bây giờ nhà báo đi hỏi những người dám nói lên tiếng nói công chính thì họ biết rằng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời chủ trương lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, thì làm sao gọi là khủng bố. Như vậy thì điều gì khiến cho cái việc mà kiện tụng để mà giải tỏa cho chính cái hình ảnh của tổ chức chưa xảy ra thưa ông?
Tại vì tôi quan trọng là thứ nhất là những người đồng minh của chúng tôi là Hoa Kỳ, là Liên Hiệp 28 nước Âu Châu và người đồng bào Việt Nam. Người đồng bào Việt Nam, Hoa Kỳ vẫn không coi chúng tôi là khủng bố. Vậy thì cái lời tuyên bố cùng với anh ăn cắp láo lứa như vậy, chúng ta quan trọng làm cái gì? Nhưng mà chúng tôi sẽ đòi hỏi công lý cho những người bị Cộng sản bắt, không chỉ riêng hai cái người đã tham gia trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, mà tất cả những người yêu nước, tất cả những người lương dân vô tội đã bị Cộng sản bắt bớ, thì Cộng sản Việt Nam phải trả lời trước pháp luật và bồi thường xứng đáng cho những người mà chúng nó đã hành hạ, chúng nó đã vu cáo, chúng nó đã chụp mũ. Ngày xưa thì người dân chưa có chính phủ, họ không biết đi kiện ở đâu. Người dân Việt Nam như quý vị đã biết, bây giờ Việt Cộng nó tới nó cướp một miếng đất, đúng không? Họ cầm cái đơn họ kiện, dù như ở xã cướp, họ đi kiện ông xã thì xã chỉ lên huyện, huyện chỉ lên tỉnh, rồi tỉnh chỉ lên tới trung ương, rồi lên tới trung ương chỉ lui lại ở huyện, ở xã để người dân mới đi thưa ai. Tất cả những nạn nhân của Cộng sản ngày hôm nay đã bị Cộng sản cướp nhà cướp cửa, họ nằm đâu quý vị biết không? Họ không nhà không cửa, họ nằm ở tại vườn hoa mai sung sướng. Cho nên lần này thì khác, Cộng sản Việt Nam đã gặp một cái đối đầu một khắc tinh rồi. Chúng tôi tìm cách để phong tỏa tài sản của nó, nếu không trả thì chúng tôi sẽ đòi hỏi một cái luật pháp của những nước văn minh, không phải là luật pháp của Cộng sản, để lấy cái tài sản này trả lại cho các nạn nhân nha. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, dưới đây là một cái video clip khác. Các vị người Mỹ ở đây, và không biết là ông có thể giới thiệu họ là ai và có thể đặt một vài câu hỏi với người nào có trách nhiệm được không? Nhưng mà có lẽ phải dùng tiếng Anh. Dạ vâng. Mr. Harry, do you mind like staying here so we can get in the picture? Sure. Yeah. Oh, you want the picture? That's up to them. Quay cho thấy ông. Could you introduce a little bit about yourself and your role in the organization here? Well, my name is Frank J. Hellring. Recently, about 2 months ago, President Dow appointed me as his emissary for the Third Republic of Vietnam to the United States of America. So my basic function within this government is to represent President Dow and the interests of this government to both political and business interests in the continental United States. Okay, the question I want to ask you is, since the goal of the government, the organization here is trying to overthrow and ultimately eliminate the communist Vietnam communist government, and at this time the relationship between the U.S. and Vietnam is like the two countries have the very very warm relationship, and the policy is recognizing the differences between the two governments. So with that, will the goal from this organization here is opposite, if I don't want to say the unlawful to the U.S. Government policy? I would say this. I mean, we're dealing with a situation that's 43 years removed as far as history. The mindset here in the United States of Vietnam up until the death of John McCain has probably been largely absent. I would have to say, though, that the conditions that exist in Vietnam currently, as far as no freedom of press, no freedom of speech, no freedom of free elections, basically you have an oppressed and tyrannical government that is basically, in a sense, the same government that we fought as a nation along the side of the South Vietnamese people 43 years ago. So with the same conditions being in the same state of affairs, I would have to say that my job as emissary is to awaken the American people to the fact that there was the same reason why we picked up weapons 43 years ago and spent a tremendous amount of time, resources, money, and the deaths of 58,200 Americans exist today. So again, with the goal from the organization to overthrow and eliminate the government of Vietnam, will it be a chance in the future that it's become unlawful that the
U.S. government gonna be cooperate with Vietnam to arrest and deport him to Vietnam for to go to the court in Vietnam? Well, I'm not sure. I understand a question about court. Would you mind elaborating? What do you mean by lawsuit? With the policy of the U.S. government, they don't allow the any activity against the country that they have relationship with, and the government here, the organization here. Those are diplomatic relationships. Those are different. If you're talking about perhaps somebody who wants to bomb another country or create a terrorist organization, first they have to. This is your expertise, right? Your microphone over here. What it means is because of U.S. diplomatic relations, right? Possibly there is a repercussion. Meaning, if we intend to overthrow, in his word, the Vietnamese Communist government, that perhaps the U.S. government is against that, and possibly arrest them to. To expedite him back to Vietnam. All we're trying to do is have a free election, you know, for the people of Vietnam, and not so much of a communist type of a country where they have no freedom of speech or freedom on who's going to be president, and that's all we're trying to enforce is the freedom of speech. For the people. You're not telling them all. And to bring that to the president's attention of the United States. And that's why I come in with knowledge of the president of the United States. Go ahead. I think you mentioned during your interview with President Dowd, you were talking about the two people that were recently incarcerated by the Vietnamese for 14-year prison terms. Both of those are American citizens, which means under human rights law of the United States of America, those laws are being violated. Under that law, the President of the United States is sworn to defend the human rights of an American citizen. At this point in time, we would be urging the President of the United States to come to the aid of those two citizens. So to say that the United States is far removed or the United States is not interested in a society that is under oppression and tyrannical regime, I would have to say that's pretty far removed. Is there particular action that you've been doing regarding to that two cases? Not currently, no. If it's within my powers and whatnot to influence political action on that score, absolutely. Thank you very much. Thank you. Thank you. Xin cảm ơn rất nhiều. Câu chuyện chúng ta sẽ chấm dứt ở đây. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, bài nói chuyện của tôi đến đây là chấm dứt. Xin hẹn đồng bào, quý vị trong những bài nói chuyện kế tiếp. Xin chào. Bên nhau và cùng ra vai bên nhau, thề quyền
đẹp tươi vung tay cao, quyết đấu tranh những khi nào đạt thành máu mưa. Phần nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta, chăn nằm theo như các em sơn hà. Quyết chiến, hệ quyết chiến, quyết chiến, quyết không cần hòa bình đến tôi, chẳng liên hiệp ngồi chung cùng ta nước không nổ. Vươn lên hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn giặc quân mông lô đã chứng minh chiến sức mạnh hào hùng quân dân, thề chẳng nào lùi chân. Cuối cùng với quân xâm lăng, ta thề chết chứ không hề lui, quyết.